Phan Đại Nam kính chào quý khán thính giả, kính thưa quý vị. Vào chiều ngày thứ Tư 23 tháng 10, 2024, luật sư Jimmy Phạm, ứng cử viên chức vụ dân biểu tiểu bang địa hạt 70, đã tổ chức buổi họp báo tại hội trường Nhật báo Người Việt, thành phố Westminster, Nam California, với sự có mặt của bà Ada Briceño, chủ tịch Đảng Dân Chủ Orange County, và ông George Lorento, cựu dân biểu tiểu bang Cali. Và trong phần mở đầu, luật sư Jimmy Phạm đã cho biết ngày hôm qua là ngày 22, ông rất thất vọng khi tin tức cho biết giám sát viên Andrew Đỗ đã nhận tội tham nhũng và đã từ chức. Ông ta đã ăn chặn tiền của người nghèo trong mùa Covid. Bây giờ chúng ta hãy nói chuyện về người đối phương của chúng tôi là Trí Tạ. Sau khi giới thiệu, chúng ta sẽ nói về những cái lý lịch của ông ta trong thành phố Washington. Rồi thôi chúng ta sẽ nói về cái lịch sử hành động của ông ta trong ở Westminster này. Thứ nhất, ông ta đã là không có làm được nhiều việc trong cái nhiệm kỳ của ông ta. Ông ta chỉ có đem tới 1 triệu Mỹ Kim cho thành phố Fountain Valley. 1 triệu Mỹ Kim là nhiều lắm đối với tôi. Tôi muốn 1 triệu đồng để mà đến với tôi. Nhưng mà cho 466.000 người trong cộng này, bao gồm 8 cho tới 10 thành phố, 1 triệu không có đủ. Ông ta xây một cái nơi giải trí ở Fountain Valley gần Miles Square Park. Và ta đã đem tới 5 triệu Mỹ Kim ở trong cái cơ sở YMCA của ta. 231.000 cho một cái dự án xe lửa của ông ta. Tại sao mà chúng ta không thấy cái số tiền ngân quỹ đó cho cái cộng đồng này? Bởi vì những người lãnh đạo yếu, giả mà chúng ta có. Do đó chúng ta cần phải thông minh để mà đối phương của tôi, như quý vị biết, là những cái hồ sơ của ông ta trong cái hội đồng mà nó rất là dở. Đối phương của tôi chống lại cái ý muốn phá thai, cái quyền phá thai của cho cái chương trình Planned Parenthood và Sierra Club. Thêm vào nữa, chúng tôi đã yêu cầu đối phương của ta cách đây 60 ngày. Chúng tôi đã cho ông ta cơ hội. Chúng ta đã gọi ông ta để mà đòi hỏi Andrew Đỗ từ chức. Và ông ta đã từ chối và chúng chưa trả lời đáp ứng cái lời yêu cầu của chúng tôi. Hôm qua ông ta đã trả lời. Hôm qua là ông đã chống lại chính với lại cái người đồng đảng của mình. Bởi vì ông ta bắt buộc phải làm. Khi mà chúng ta nhìn vào nhóm người đã được bầu cử, chúng ta có những sự lựa chọn như sau. Chúng ta có một cái nhóm người, những người như là Derek Tran, Francis Marquez. Và chúng ta cần phải nhìn vào những cái lá phiếu đó để mà chúng ta lựa cho đúng người. Tại vì đó là cái tiền thuế má của chúng ta. Chúng ta trả thuế mỗi ngày cho cái tiểu bang này. Nó cần phải trả lại cho chúng ta để mà làm việc cho chúng ta. Chúng ta sẽ có một cái buổi hội thảo báo chí dài hơn. Và tại sao mà chúng ta tin rằng là Trí Tạ là một trong những người lãnh đạo tham nhũng? Nếu mà quý vị theo dõi chương trình TV ngày hôm nay, có thể là quý vị sẽ thấy là tôi đang bị tấn công. Hôm qua tôi ở trên CNN và họ tấn công tôi, nói rằng là tôi là một người bù nhìn và tôi là một luật sư về hình sự. Tôi không có nhớ trong toàn sự nghiệp của tôi mà tôi đã bước vào cái phòng tòa về hình sự bao giờ. Tôi là một người luật sư về di dân. Mà tôi không biết là những sự tấn công này từ đâu đến từ đâu. Chúng ta đã thấy những cái lời nhắn tin nói rằng là tôi đang bỏ phiếu. Tôi chưa ở trong cái dân biểu của tiểu bang. Tôi vẫn chưa nghĩ cái vấn đề này nữa. Điều này nói với tôi là những người đang tấn công chúng tôi. Có hiển nhiên đó là người đối phương của tôi. Họ đã vứt tiền đi bởi vì họ sợ hãi. Giờ đó chúng ta cần đến cùng với nhau, làm việc chung với nhau. Chúng tôi cần sự hỗ trợ quý vị. Để mà bỏ phiếu, đóng góp, chúng ta có thể thắng cái vụ bầu cử này. Tất cả những cái sự trưng cầu ý kiến đều rất là gần. Chúng ta cần tất cả cộng đồng đoàn kết với nhau để chống lại cái sự tham nhũng này. Kế đến là phần phát biểu của ông George Lovento, cựu dân biểu tiểu bang. Ông là con của dân biểu liên bang Erland Lovento, người đã từng bảo trợ nhiều tù nhân chính trị bên Việt Nam được trả tự do hay được định cư tại các nước. Và ông nói tới những người Việt Nam lớn tuổi thường ủng hộ Đảng Cộng Hòa, trong khi Đảng Dân Chủ là đảng luôn giúp đỡ cho những người già, người nghèo. Và hiện tại các dân biểu Đảng Dân Chủ đang chiếm đa số tại Hạ viện tiểu bang. Ở Little Saigon, rất là quan trọng là chúng ta lựa bỏ phiếu bầu cử, đặt ưu tiên cho những cái điều kiện đó trong cái buổi lấy cho cái sự bầu cử này. Rất quan trọng là mà chúng ta bỏ phiếu cho Jimmy Pha vào lúc này. Bởi vì Little Saigon cần một người đại diện có một cái chỗ ngồi ở cái bàn. Cái sự đại diện phía dưới Trí Tạ bên Cộng Hòa, họ chỉ có 18 chỗ ngồi trong tất cả 80 thành viên của cái dân biểu của tiểu bang. Có nghĩa rằng là cái sự
đại diện hiện tại, lời nói của họ, tiếng nói, nó không được nghe bởi những nhà lập luận. Những nhà lập luận không có quan tâm để mà khi mà phải cho ra những ngân quỹ. Nghĩa rằng là không có những nhà lập luận không có cái quyền hành để mà đại diện cho Westminster, tới Garden Grove, tới Fountain Valley, tới cái cộng đồng này nói chung. Và tới lúc mà chúng ta có một người nào đó đại dụng quý vị là có cái giọng nói đó và có thể dương ra cái sức mạnh đó để mà đại diện cho Đảng Dân Chủ. Tất cả những cái sự thất vọng và tất cả những sự thử thách của những sự tham nhũng mà chúng ta đã thấy từ ông giám sát Đỗ trong cái cộng đồng này, để mà đánh giá lại ai là người chúng ta là bỏ phiếu cho họ, để mà nhìn và mà nhìn một cách cần kẽ là cái sự chia rẽ ở trong cái thế hệ. Làm sao mà chúng ta có thể bảo vệ những người lớn tuổi? Làm sao mà chúng ta có thể đầu tư vào trong những cái sự giáo dục, nền giáo dục công cộng để mà có thể tiến mạnh mà Đảng Dân Chủ chúng ta? Đó là những cái sự ưu tiên của Jimmy Phạm. Và lời phát biểu của bà Ada Briceño, Chủ tịch Đảng Dân Chủ Orange County. Đây là một cái nhóm thật là để mà bỏ phiếu cho Jimmy Phạm với dân biểu của tiểu bang. Ông ta sẽ đem lại những cái sự đại diện chính thức Little Sài Gòn. Bố mẹ của ông ta đã rời xa Việt Nam năm 1975 để mà theo đuổi cái giấc mơ của Hoa Kỳ với tư cách là một người tị nạn. Bố mẹ của ông ta đã hướng dẫn một cái phong trào để mà sáng lập ra Little Sài Gòn. Đây là một cái cộng đồng mà Jimmy Phạm đang muốn để mà đại diện. Họ đã mệt mỏi với lại những cái sự tham nhũng. Chúng ta đã nghe về sự có tội của Andrew Đỗ. Nó không có công bằng. Nó không phải chỉ có ông ta, nó còn lan ra nhiều hơn nữa. Đây là điều rất đáng buồn. Đây là một cái giai đoạn khó khăn cho tất cả mọi người ở Orange County. Để mà lấy tiền từ seniors, từ những người lớn tuổi, cộng đồng này được xứng đáng đòi hỏi cái sự biện minh, cái sự sáng tỏ. Chúng ta cần mỗi người lãnh đạo mà họ quan tâm, và họ có danh dự. Và tất cả những người lãnh đạo Jimmy Phạm sẽ đem cái giọng nói của cái cộng đồng này để lập luật ở Sacramento như chưa bao giờ từng có trước đây. Và ông David Johnson cũng có lời ủng hộ luật sư Jimmy Phạm. Làm việc với Jimmy Phạm, ông ta là một người đàn ông rất là quan tâm đến toàn thể cộng đồng. Và ông ta đã tự hy sinh mình. Ông ta dùng cả cái sự nghiệp của ông ta là một người luật sư và di dân để mà đem những người ta đến Hoa Kỳ để mà hưởng được cái sự tự do của Hoa Kỳ. Đó là cái điều mà ông ta đã làm về cái mặt chuyên môn. Và ông ta đi ngược lại là một cái điều ngược lại với những người mà với người đối phương là ông Chí Tạ. Ông ta đã phải bỏ ra 2 năm bởi vì ông ta không có sống ở đó. Ông ta ăn gian. Chí Tạ biết điều đó. Tyler Deep cũng vậy thôi. Ông ta đã viết một cái bức thư thật là ông này là những người trộm cắp. Họ có để mà mướn một người luật sư của thành phố mà không có kiểm tra, không có điều tra lý lịch. Mà ông ta đã mướn 2 người từ 2 thành phố khác vì cái tội thâm thụng tiền bạc. Tyler Deep để mà là luật sư của thành phố. Điều này là điều vô lý. Để họ có thể lập ra một cái tổ hợp của những cái sự hành động về thương mại vô đạo đức. Chúng tôi rất mừng là Little Sài Gòn bắt đầu nhận điểm. Cũng như là những nhà chính trị, không những chỉ là dân chủ mà những người Cộng Hòa nữa. Thị trường của chúng ta họ đã tự bỏ mình tách rời ra khỏi tổ hợp này. Chúng ta bỏ phiếu cho những người mà muốn đại diện quý vị với sự đạo đức và sự danh dự. Ngừng làm việc với cái tổ hợp của những người mà chúng ta đã thấy từ Trí Tạ, Tyler Deep, Michelle Steele, cũng như là Andrew Đỗ. Kính thưa quý khán thính giả, buổi họp báo sau đó còn có phần ban tổ chức trả lời những câu hỏi của giới báo chí có liên quan tới vấn đề trên cũng như vấn đề bầu cử. Phan Đại Nam tường trình cho SBTN từ thành phố Westminster, Nam California.